Bất ngờ với mức lương của Huỳnh Như tại Bồ Đào Nha, sáng ngày 22 tháng 8, Huỳnh Như đã chính thức lên đường sang Bồ Đào Nha để kiểm tra y tế trước khi chính thức khoác áo câu lạc bộ Lan theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn tới tháng 6 năm 2023. Điều này biến đội trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam trở thành cầu thủ đầu tiên xuất ngoại sang châu Âu chơi bóng. Theo nhiều thông tin, mức lương mà Huỳnh Như sẽ nhận tại Lan FC rơi vào khoảng 1.500 euro một tháng, tức khoảng 35 triệu đồng. Cùng với đó, đội bóng của Bồ Đào Nha cũng sẽ có những chế độ để đảm bảo ăn ở, sinh hoạt và tập luyện cho cầu thủ người Việt Nam. Thực tế, mức lương này cũng không quá cao so với những gì mà Huỳnh Như có thể được nhận nếu tiếp tục ở lại Việt Nam chơi bóng. Tuy nhiên, điều quan trọng là việc cầu thủ quê Trà Vinh sẽ có cơ hội được tập luyện và thi đấu với những đối thủ đến từ châu Âu với trình độ chuyên môn tốt hơn rất nhiều so với ở Việt Nam. Đó sẽ là cơ hội để chân sút này có thêm trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm nhằm hướng đến vòng chung kết World Cup nữ diễn ra vào năm sau cùng đội tuyển Việt Nam. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!